Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 16 tháng 9 năm 2022. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 16 tháng 9 tăng giảm trái chiều trên thị trường thế giới. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê Robusta trên sàn London ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2022 giảm nhẹ thêm 4 USD trên tấn, với mức giảm là 0,18%, xuống mức giao dịch là 2.226 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2023, giá cà phê giảm đi 5 USD trên tấn, xuống mức giao dịch là 2.214 USD trên tấn, với mức giảm là 0,23%. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trở lại. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2022, giá cà phê đã tăng được 1,55 cent với mức tăng là 0,72%, lên mức giao dịch là 216,4 cent trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023, giá cà phê tăng 1,05 cent, lên mức giao dịch là 211,2 cent trên bao. Các mức tăng mạnh, các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Năm ổn định trái chiều khi giá được củng cố sau khi cà phê Arabica đã giảm mạnh trong tuần này. Một số tồn kho ngắn trong cà phê xuất hiện hôm thứ Năm khi ước tính sản lượng cà phê năm 2022-2023 xuống 58,2 triệu bao từ ước tính trước đó là 61,1 triệu bao. Cà phê Arabica trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vào thứ Tư do áp lực thu hoạch cà phê của Brazil đã đè nặng lên giá cà phê. Thưa các bạn, cà phê Robusta tiếp tục giảm nhẹ khi có thêm thông tin tồn kho đạt chuẩn cả hai sàn ngày 13 tháng 9. Với cà phê Arabica giảm mạnh còn 585.215 bao, nhưng cà phê Robusta trên sàn đã tăng 240 tấn lên 89.090 tấn. Còn về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê cơ bản ổn định so với ngày hôm qua, với mức giá được thu mua từ 48.100 đồng tới 48.800 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, thu mua quanh mức là 48.200 đồng một kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 48.100 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, ghi nhận ở mức 48.700 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 48.600 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai có mức giá là 48.500 đồng một kg. Tại khu vực huyện Chư Brông, mức giá là 48.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức là 48.600 đồng một kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 48.500 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, thu mua quanh mức là 48.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay được thu mua quanh mức là 48.600 đồng một kg và ở khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 48.800 đồng một kg. Thưa các bạn, cũng theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận quanh mức là 49.000 đồng một kg. Và trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 48.900 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê hàng ngày. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.